Nếu như gần đây ban ngày nắng nóng thì chiều tối ở một số nơi của khu vực Nam Bộ lại xuất hiện mưa dông. Điều mà bà con băn khoăn là kiểu thời tiết này có còn tiếp diễn trong những ngày tới không nữa, chị Hằng My? Dạ vâng, chào chị Phương Nguyên cùng quý vị và bà con. Trạng thái ngày nắng chiều tối mưa dông vẫn sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới ở Nam Bộ đấy ạ. Theo dự báo, ngày mai nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Nam Bộ, nhiều nơi có mức nhiệt lên đến 35-36 độ như là ở tại Biên Hòa, Đồng Phú, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Cao Lãnh hay là Châu Đốc. Bên cạnh đó, cảnh báo mưa dông có thể xảy ra rải rác về chiều tối, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, dễ kèm theo lốc sét, gió giật hay là mưa đá. Không chỉ trong hôm nay mà cả 10 ngày tới, ngày nào cũng có nắng và khá nóng, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 29 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Về chiều và tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mà mưa dông về chiều trên nền nhiệt cao rất dễ gây xáo trộn mạnh trong không khí, gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xoáy, gió giật hay sấm sét và mưa đá. Chính vì vậy trong những ngày tới bà con cần chú ý để đảm bảo an toàn. Bà con nên để ý các dấu hiệu thời tiết sắp chuyển mưa khi mây đen kéo đến để tìm nơi tránh trú an toàn nhất có thể. Rút kinh nghiệm từ bài học thực tế cho thấy, ở ngoài trời thì rủi ro tử vong do sét đánh sẽ cao hơn rất nhiều so với khi ở trong nhà. Nếu đang làm việc ngoài trời mà không kịp về nơi tránh trú, bà con cần chú ý, tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây cao ở nơi đất trống vì đây là nơi thu hút sét. Nếu ở khu vực đất trống trải, hãy tìm vị trí thấp, ngồi thu người lại, đưa hai tay lên đầu, đồng thời nhón chân, sao cho diện tích tiếp xúc với mặt đất ít nhất có thể, và tuyệt đối không nằm xuống mặt đất.